Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình trong ngày hôm nay. Cái gì vậy? Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một buổi quay bóng bê. Nói chung là buổi quay này thì phù hợp với Đăng. Đấy nhá. Bóng bạc. Bây giờ bọn mình đang ngồi trên xe rất là đông, có Mèo Đúc Đề Game, Lão Gió Gaming TV, AS Mobile, Cô Ngân TV và đặc biệt là mình. Hãy đăng IK em. Hãy đăng IK là gì? Bóng bạc. Bóng bạc. Ok anh em, ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái hành trình bọn mình đi quay như thế nào cho mọi người. Mẹ anh em nhìn mặt mình nhăn như con đít ngựa không? Nhìn giống đít ngựa không? Trời ơi trời nắng à, ép dắt đi đâu á mọi người ơi. Ép ơi ép dắt bọn em đi đâu đấy? Anh nữa hả? Nghe con xe đỏ em. Mẹ con xe đỏ nó chạy hoài luôn, cứ kêu qua con xe đỏ đi đâu. Nhìn chán không mọi người, mà bọn mình đi đâu đây? Trời ơi đây nhãn không luôn, nhãn lồng. Đi đâu xe bố ơi. Em yên tâm đi, anh biết chỗ đó rồi. Đợt trước á, cái chỗ đó là có hai con chó đứng ngay cái cạnh chỗ đó. Anh nhớ không? Hai con chó đó mà. Mẹ nhớ hai con chó, em hiểu không? Chỉ nhớ hai con chó thôi. Tại vì đợt trước anh có đi quay ngay chỗ này rồi thì anh nhớ chỗ đó là có con hai con chó đứng đứng ở giữa ngã ba á, hiểu không? Còn em thì nhớ là ủa, đợt trước em đã đi quay đây đâu? Thì em chưa đi quay còn anh đi rồi. Hello mọi người, bọn mình là hai con bóng. Ba con bóng luôn, con bóng đằng sau. Ủa, bóng đằng sau đang trang điểm rồi. Bóng xe đang trang điểm rồi. Hôm nay thì bọn mình sẽ quay video bóng bóng BB nha mọi người. Nói chung là ngày hôm nay là lỗi giới tính luôn, chơi giới tính thật luôn. Đây mọi người, ơi mày đi ra đi mày. Đây là Mèo quần đùi, Mèo Unu. Đang trang điểm. Em ơi. Đấy, khinh người mọi người. Đấy, bình thường kêu phát quay lại ngay bữa nay. Này lại thử này. Em ơi. Bố ơi, đấy thấy chưa? Nói rồi không nghe. Em ơi. Giới thiệu với mọi người đây là cái quần của mình nha mọi người. Nói chung là một cái quần phong cách rất chi là ok luôn. Nhưng mà mình đang không biết là nó mặc như thế nào. Trước hay sau. Mặc đi rất là đẹp trai. Em nút vào luôn đây. Đâu rồi, áo đâu rồi. Mặc vào thắt nơ, thắt riêng vào cho nó. Ôi. Quả này ok phết nhở? Được đấy. Hello mọi người, bạn thấy hôm nay mình xịn không? Quá xịn luôn. Bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn bộ đồ của các bạn và cô Ngân mặc nha các bạn nha, để xem coi là. Bóng bè. Ghê chưa? Bạc. Mày làm gì vậy? Gì đang bóng bè bóng. Ủa, nghe nói bộ đồ này xịn lắm phải không? Bộ đồ này nói chung là giá nó cũng rẻ thôi mà. Áo hàng limited của Ý 8 tỷ. Quần hàng limited của Mỹ 9 tỷ. Quần chó thăm riêng, tới. Riêng cái đai này hàng limited của Australia 13 tỷ. Tổng là nhiều. Đây đầu nhìn rẻ vậy thôi nhưng mà không rẻ đâu. Nhiều. Đây đầu này là một trong số những gọi là hàng limited của cả thế giới, là chỉ có đúng một cái thôi. Bao nhiêu? Đấy là gần 20 tỷ cho cái đây đầu này, gọi là toàn quốc, toàn thế giới. Đây mày. Không. Hôm nay mình mới sắm cho cô Ngân gọi là một bộ đồ thuộc vào dạng gọi là hàng limited của thế giới. Đi. Có thể thấy là đây là váy 8 lớp. Đây là váy 8 lớp thì váy này là khoảng 18 tỷ một bộ thôi, một cái váy thôi. Còn cái bộ kiếm này mà đây là cái áo mà gọi là có hai cái lông này. Đấy, cái áo có hai cái lông này mọi người, đấy thấy không? Đấy, cái áo hai cái lông này là 80 tỷ cái áo này. Đấy.
thôi nghỉ đi, thôi dẹp dẹp dẹp, thôi dẹp dẹp, thôi dẹp 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 dẹp. Ở đây sẽ là cái đạo cụ của mình nha mọi người, đàn bầu. Đàn bầu chứ không phải là đàn bà nha mọi người. Mình thì mình rất là thích đánh đàn bà, nhưng mà mình thì mình chỉ được xài đàn bầu thôi. Anh Giang muốn đánh đàn bà không? Đàn bầu, đánh đàn bầu không? Anh thì anh giống em. Thích đánh đàn bà đúng không? Không, thực ra là cơ bản là... Đâu, cái này là em! Chào em đến đây, đây là mẹ con Tấm nha mọi người. À quên, mẹ con Cám. Gì ghẻ? Gì ghẻ là mẹ con Cám đây. Điêu hoa đấy. Còn mình là con Cám hiền lành nhân hậu tốt bụng, thường xuyên bị mẹ ghẻ gọi là đập đánh đập lương chiều anh ạ. Đánh đập thì đích thì là lương chiều. Ngày xưa có hai chị em tên thật gọi là cô Tâm. Úi giời, sao gì anh? Chị rất là đấm vào mặt anh ấy rồi. Tốt gì chơi ăn không anh? Vừa ngồi xuống em ơi. Ngồi đi anh ơi. Vô luôn hả anh? Vô luôn hả? Vô cảnh. Vào luôn, ngồi xuống đi. Rồi, vô cảnh cho mọi người. Đây là tên em đúng không anh? Còn thằng quỷ kia là quỷ gì mình cũng không biết nữa. À thầy bói. Bói láo ăn tiền. Đồ lẻ. Đồ lẻ. Thôi quá giờ. Quỷ này là bán xe bó mẹ rồi. Bên bị mất mọi đồ chứ. Dạ. Đúng rồi. Ê. Mấy cái xe bói không? Xe bói không? Không. Đường tình duyên con năm nay là đặt đặt đó. Con năm nay là tình duyên là đặt đặt này. Người yêu là chưa có này, nhưng mà chó là có hai con. Thấy chưa con? À, ông bên này. À, tình duyên năm nay là vẫn thế nhá. Ông này là tình duyên năm nay vẫn thế. À, năm nay thì chắc chắn là chưa có người yêu đâu. Em không được cái tờ giấy đó. Hả? Anh đạo diễn sẽ bói em ơi. Anh sẽ bói không? Tại sao anh lại xét á? Anh đạo diễn. Đây là lời của em, đây là lời của em. Hôm nay mình chuyển nghe nha mọi người. Rồi, quay thôi mọi người. Vợ ông kia là vợ con hay kia? Đang nhìn thẳng. Đang nhìn thẳng. Đây nè, cái này là chụp con nè. Ối à, cái là mẹ đi ăn chưa về. Ối à, là quay sang thôi. Chụp mẹ đi ăn chưa về. Thôi cái này mẹ đi ăn về là vậy nè. Ok. Đó này dạ. Ok này rồi. Nhìn thẳng. Rồi khi nào mà hãy bảo kia quay sang. Quay mặt sang mặt mình. Thang thở. Nhưng mà cũng đầy. Vừa quặng. Cảm giác. Rồi. Sao có quà đây mọi người kéo. Để. Kéo xuống chứ mặt. Bây giờ mình sẽ đọc kịch bản của cô cho các bạn nghe nha. Cô ngăn lườm quýt. Rồi cũng thang thở. Vừa hét vừa quắn đập dí quýt. Bán nhạc tung tóe bể phải chán nản hãy dần đèn còn những bán nhạc hơi tung tóe xung quanh. Ok thì mình mới ngủ dậy mọi người, mới ngủ dậy rồi mình lôi đầu ra quay tiếp, quay tẹt ra quay đứt xuất luôn, và mình hết mù nhá. Cảnh tới cảnh này là mình hết được mù rồi. Ơi em ơi em ơi. Bóng bề. Em được vào chẵng ngồi rồi à? Em quả này là em hết mù chưa chị? Em vẫn còn mù. Em vẫn đang mù nhá. Còn đây em vẫn đang mù vì cái này mình quay lại mình đến cảnh trước ok. Thế là em vẫn chưa được hết mù à? Đúng rồi, chưa hết mù. Nhưng mà sắp hết mù rồi, sau cảnh này em sẽ hết mù. Xuống đất đi em làm gì? Em xuống đất mà. À, em dưới đất. Em ngồi dưới đất à? Ừ. Đàn nhị đâu, chẳng đưa đàn đâu ấy. Rồi, em xin. Kính đâu? Thầy bói. Đeo đi. Rồi, ok. Tay phải này, tay trái này đi đâu vậy? Con mèo ngu ngốc đến. Vui không? Vui khiếm mà vui. Tay phải này, tay trái này đi đâu vậy? Ui ơi, rớt điện thoại bây giờ. Bữa là nước ơi, con ngang ôm tôi. Em ơi, thì cười sún răng hết vả. Gì hả? Ủa? Đây, mình sẽ giới thiệu với mọi người đấy, cái chỗ AS đang đứng đây là cái đình. Còn đây là cái làng Liên Quân. Ui, bên này có cái tượng to vãi lồng này. Sờ mó tí được không bạn ơi? Ui. Được vào lồng mọi người ạ. Bên này là tướng nhân vật gì đấy mình không biết, mình không chơi Liên Quân mình không biết. 26 tháng 7. Ok, có banner luôn. Ở trong này là nhà mình nha mọi người. Ngân ơi, Ngân ơi. Rồi. Ơ. Tài báo này.
Đây báo đây. Thấy chỗ này không? Thấy cái đỉnh này không? Đấy, hai đứa mình vào làm tí đi. Đi, vào làm tí. Vào lếu lều. Vào lếu lều nào. Giới thiệu với mọi người, đây là cỏ nhà mình trồng. Đây là cỏ mình trồng. Cỏ thật nha mọi người, đây là cỏ thật đấy. Đấy, đây là đá thật này. Đây là điện thật. Ok, và như vậy là tới cảnh quay cuối. Mọi người nhìn đằng sau kìa, hai ông kia đang quay nha mọi người. Đó, còn mình với cô Ngân ngồi đây, ngồi chơi sơi nước uống cà. Uống cà không ấy? Ok mọi người, thì bây giờ là tối luôn rồi các bạn. Bây giờ bọn mình đang đứng trước gọi là cái phòng studio. À em ơi, suốt đêm thao thức vì em, vì lỡ già từ lúc em già về. Bây giờ thằng cướp giật nó chạy qua, nó giật cái điện thoại cái thì vui ha, vui vui và lâu lâu. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ phải di chuyển để về lại khách sạn, và ngày mai sẽ là về lại Sài Gòn, về quê ăn Tết. Tết không, giờ lại chưa Tết. Giờ thằng có thằng nào cướp giật chạy qua giật cái khỉ ấy.